Chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn con game Thế Giới Mở đang free trên Steam, mới ra mắt được 4 ngày trước. Game Caragon Prelude, nhà phát triển là Unreal Engine. Đây là giao diện, đây là chỉ là game demo thôi, nên mình trải nghiệm trước để nếu mà thấy ok thì mua bản chính. Cấu hình mình đang chơi là i5 12400, 16 GB và card RTX 2060. Mình đang bật chế độ là 2 và chế độ phân giải là Full HD. Như các loại game thế giới mở và sinh tồn khác thì đầu tiên mọi người vào vẫn là đi lấy gỗ và đồ ăn mê và khai thác đá. Đây là giao diện grab đồ, mình đang grab một cái để khai thác đá. Do đây chỉ là bản demo nên mình thấy game tối ưu đồ họa chưa tốt lắm, và nhất là về phần hiệu năng nữa. Cấu hình mình rất tốt nhưng mà chơi game FPS nó hơi thấp. Mong là khi có bản chính thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Và sau đây là phần trải nghiệm của mình. Đây là game miễn phí nên các bạn có thể tải và trải nghiệm luôn ở trên Steam. Mình nghĩ là dần dần là nhà phát triển sẽ update những cái lỗi này. Nhìn chung thì đồ họa game rất đẹp, các bạn nên trải nghiệm thử. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.